Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi map Lâu Lan của bộ chế độ siêu khó. Cái chế độ siêu khó này thì như là nó mới ra hay sao ấy. Và hiện tại thì nó đang tặng 5 thẻ vàng. Và các bạn nếu ai mà thiếu đồ ấy thì tốt nhất nên vào cày ngay và luôn đi. Ở mấy cái map này thì nó ra rất là nhiều đồ. Mà đồ thì cực kỳ linh tinh chứ không phải là một đồ. Nó ra Katana Deformer này, lục đầu bò này, EIS này, các kiểu chứ không phải là chỉ ra cái gậy ốc chó hay là cung hay là cái song đao cái gì gì đấy quên bà cái tên rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng bắn ba cái boss này. Vâng, những cái đoạn đầu thì mình sẽ không quay bởi vì nó rất là tốn thời gian mà rất là dễ dàng. Hôm nay thì mình sẽ cầm khẩu Thompson băng để đi chế độ AI này. Nếu các bạn có khẩu AI nào tốt hơn thì các bạn cũng có thể cầm vào. Rồi ghi vậy. Tốt hơn ví dụ như là RPK VIP 2 hoặc là gì ta, ngắm AI VIP 2. Ok, ngắm đấy mình quên cái tên rồi, lâu rồi chưa sợ vào. Đấy, cầm mấy khẩu này thì cứ dí vào đầu thôi. Đấy, dí vào đầu và sấy thì nó sẽ chết rất là nhanh. Úi dồi, 2000 đam như thế này thì sao phải xoắn. Vâng, cái chỗ mà bất tử nhất thì mình vẫn nghĩ là ở đây. Và các bạn đứng vào đây thì chả bao giờ chết đâu, nhưng cơ bản thì sẽ không bắn trúng được. Bắn trúng là khó, mình bắn là ngu nên cứ sấy vào đầu thì không trúng thôi. Được phát không. Đấy, đấy thằng kia nó khôn kìa, nó đứng hai bên. Vâng, tầm xa như này thì tốt nhất các bạn nên cầm khẩu ngắm AI VIP 2 thì bắn là tốt. Đấy, đứng từ xa bắn không giật luôn, cứ chĩa vào đầu là đoàng đoàng, kiểu gì các bạn cũng top 1 thôi à. Đối với lại mình bắn cũng hình như nó fit lại cái xác suất rồi hay sao ấy. Các bạn bắn tốt thì nó vẫn được đồ ngon, còn bắn ngu thì chắc chắn là không được rồi. À đồ. Rồi được 2x4 gậy ốc chó. Chất chơi người rơi. Hiện tại thì mình đang đứng top 1 về mức độ farm quái. Cầm khẩu Thompson băng một farm quái không top 1 thì đúng là nghỉ game đi cho nó luôn. Còn thằng kia nó được katana nó chát lên kìa. Thôi mình được cái 4 cái ốc chó luôn. Cái này nó ra nhiều đồ lung tung lắm. Không biết lường, không biết là đồ gì ngon hoặc là đồ gì không ngon. Cứ đồ gì nó màu vàng là ngon hết à. Đây rồi. Trừ mấy cái khẩu súng mà rẻ rách như kiểu là như các bạn vừa thấy lúc nãy đấy. Rồi, đúng rồi. Anh em đâu, cover cho mình. Đúng rồi. Cái quả này phải cần anh em cơ. Nhưng mà đứng một mình có khi là nó hấp sấp mặt lờ. Cái khẩu súng này farm quái là dễ dàng nha, các bạn cứ dùng cục băng của nó phóng thôi. Nếu các bạn phóng hết ý, thì các bạn hãy vào mua. Đấy, các bạn vào mấy cái hộp mà có hình viên đạn ấy thì các bạn mua thôi. Cái này ai cũng biết rồi. Đấy, cứ thiếu đạn thì vào đây mà mua thôi. Còn mấy cục đạn này farm quái rất là tốt. Sao mắc à? Mày. Ơ kìa, vãi xoài. Đứng xa quá. Ok, có một thanh niên chết. What the fuck? Chết thế đích nào được nhở? Tư cấu. Sao đây tự sát kiểu gì hay nhở? Vâng, chúng ta sẽ đến với 4 con chiến binh này. Thì 4 con này cũng khá là dễ dàng thôi, không khó lắm. Cái định mệnh gì mà? Lúc nãy mình thấy lửa mà bây giờ băng nhở? Thích cấu thật. Mấy con này thì rất là dễ giết. Xế vào đầu ấy, xế vào người nó thì khó rồi. Các cái định mệnh nữa. Làm gì mà căng vậy? Cái này thì mấy con này khó chịu cực ấy. Ok. Chúng ta sẽ đến với phần gì ta? Đi ngược gió cùng với tụi quái nhăng nhít sau lưng. Gì vậy? Nó nói tiếng Việt à? Quét xoài. Đéo nghe được cái gì luôn. Ê luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ mua máu đi.
mùa máu thôi, không cần nhiều. Level thì chuẩn bị lên rồi. Vâng, ở chỗ này thì chúng ta phải sử dụng mấy cục băng thôi. Đấy, rất là đơn giản đối với thôn sơn băng. Đấy, không phải xoắn làm gì. Băng sẽ mở đường cho chúng ta đi và sẽ bảo vệ cho chúng ta. Đấy, các bạn nào cảm thấy khó thì thôn sơn băng rất là đơn giản thôi. Qua được là một điều rất là dễ dàng. Đấy, các bạn thấy đơn giản không ạ? Đơn giản như đan rổ thôi. Ô, không khó. Đấy, nên mình rất thích khẩu thôn sơn băng. Về cái chỗ nó farm quái, nó mắc má rồi. Còn mắn boss thì mình nghĩ là nên cầm khẩu ngắm AI VIP 2 thì nó bắn rất là tốt. Các bạn chỉ cần ngắm vào đầu và đam nó cực kỳ to. Và cơ bản là sấy nó không giật. Còn những khẩu như là thông sơn này thực sự cái tâm của nó sấy nó linh tinh lắm. Nó cực kỳ khó ghim. Như RBK VIP 2 thì có lẽ là dễ ghim lắm. Sao mỗi thằng đứng một góc ấy nhở? Gắt vậy. Ở mình là người đi lên lấy, ba thằng kia đứng nhìn. Ok. Ai? Mà sao tay mình con trai ấy nhở? Ok, rồi mày nhìn cái intro đẹp quá. Ủa, làm gì mà căng vậy? Boss này thì đơn giản rồi, mình không nhắc đến làm gì nữa. Mình sẽ vào boss mới thì mình mới nói thôi. Boss này thì dễ lắm. Cứ để vào đầu mà. Thì tí xem nào. Ủa, sao nó cứ đuổi mình nhở? Không thể đứng một chỗ để mà bắn được. Ôi xoài. Phải chạy liên miên anh em thấy không ạ? Nó khó chịu. Đen lắm thì nó mới bắn nhiều thôi. Ui, được rồi. Biệt ngay mà. Quả đấy mình cứ tưởng là mình hết phận rồi. Hết phận đen rồi. Mình mới lao lại gần. Đứng chó quá à. Điền thế. Quả đấy đang nhẽ là không thể chết được. Ơ kìa. Con bên này. Bị mệnh. Thắm thế nhở. Rồi không sao. Con này đơn giản mà. Sấy vào đầu. Úi trời ơi, cái định mệnh nữa. Ok. Và cứ tưởng là nó chết rồi mình đứng gần. Thế đếch nào. À này sống dai nhở. Này thì sống dai này. Tao sợ mày quá thôi. Ok. Để xem mở ra cái gì đây. Ui, Titan First là thế đéo không? Rồi. Freebo. Ơ, lag à? Cái xoài. Ok, chúng ta sẽ mua full cấp đi. Level 30. Rồi, mua đạn, ok. Chúng ta sẽ đi lên nào. Ui, đẹp vãi. Chỗ này luôn luôn là cái chỗ mà đẹp nhất. Boss khó mà. Cái boss này nó cũng khá là dễ thôi. Nếu các bạn biết bắn, đơn giản lắm. Hồi đầu mình mới vào thì mình chết rất là nhiều, tại mình không quen ấy. Lâu rồi mình chưa đi, với lại những cái né skill hồi trước mình cũng chả nhớ nữa. Né skill tốt nhất thì vẫn là đứng sát vào tường. Úi dồi, thằng kia mang một mả ngắm AI VIP 2 lên kìa. Vãi xoài. Úi dồi, sao nó vẫn cứ đuổi mình nhở? Đấy thể tin được, súng mình đẹp. Ok, 3.000 dam, được đấy. Ba nghìn dam thì ok. Ok, thấy tâm nó nhảy lung tung nhở? Ui, né ra đây. Rồi mấy cái thanh kiếm này thì các bạn, mấy cái phát đầu này thì các bạn né rất là đơn giản thôi, nó không khó. Còn những phát sau thì đây rồi. Khi mà nó lên level 2 ý, thì các bạn đứng sát sát vào tường, chứ các bạn đừng có đứng gần nó dễ giết bạn hơn. Đấy, những cái chỗ như này đấy, các bạn vào đứng đây thì nó rất là khó chết. Thấy kiểu như là bất tử luôn đấy.
À, các bạn đừng bắn một chỗ, đừng có đứng một chỗ như này nhá. Nếu mà nó sử dụng cái skill đấm đấm kia lên xong thì các bạn di chuyển nhiều vào. Ví dụ như đi qua đi lại. Kìa nó bơm cái gì kìa. Úi dồi ôi, đen thui à. Con này nhìn chân dài đẹp thế, lên level 2 nhìn xấu bờ lờ. Rồi, các bạn nên di chuyển. Những phần này mình sợ nhất này, nó cứ hay đâm đầu vào mình, bị mệnh thôi. Khốn nạn thế là cùng. Ok, mày quá nó không đâm đầu vào mình. Đâu rồi? Ơ kìa, úi dồi, vãi xoài. Rồi ok, thằng kia nó bắn chết rồi. Hình như là cái đoạn này là tìm cái chỗ mà nó nấp hay sao ấy, để bắn hay sao ấy. Cái này mình không rõ lắm. Các bạn bắn nhiều thì các bạn sẽ biết thôi. Đấy thì đấy là việc né skill rất là đơn giản thôi. Như cầm ngắm AI VIP 2 bắn tốt hơn rất là nhiều. Vì thế bị cầm ngắm AI VIP 2. Nhưng mà farm quá thì mình lại thích khẩu này định mệnh. Đi AI mình thích mỗi khẩu này thôi. Sao sao ấy, kỳ thật ấy. Ok, thì cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Mình nghĩ chắc chắn mình là được, mình là người được nhiều đồ nhất rồi. Có lẽ vậy. Thì là để ra mình xem mấy bọn kia được nhiều đồ không. Bởi vì farm quái rất là nhiều, farm quái rất là nhiệt luôn. Farm hết sức mình. Đấy, điểm khiêu chiến với điểm sát thương của mình cũng rất là nhiều. Nhiều nhất luôn. Ok, mình khá là nhiều đồ. Thằng dưới này thì thằng này nghèo ấy nhở. Bọn này rất là nghèo ấy à. Chả có gì. Ok, bye bye các bạn nhá.